Mến chào các con. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành và hướng dẫn các con học môn toán lớp 2 sách cánh diều trên sóng phát thanh truyền hình Đại Trà Vinh. tại tên Trần Thái Cường, công tác trường tiểu học Long Sơn C, huyện Cầu Ngang. Để học tốt bài toán hôm nay, các con cần chuẩn bị toán lớp 2 sách cánh diều tập 1, tập bút, bản con, phấn tính. Ngoài ra, các con cần chuẩn bị tư thế ngồi phù hợp để tiện theo dõi và lắng nghe thầy hướng dẫn. Thầy mời các con sang hoạt động khởi động. Ở đây có hai bạn. Bạn Mai đang cầm phép tính toán 7 cộng 2 đố bạn Nam. 7 cộng 2 bằng mấy? Các con đón xem bạn Nam trả lời được không nào? và kết quả là mấy? À, bạn Nam trả lời bằng 9. Các con thấy bạn trả lời đúng phải không? Và các con có kết quả giống như bạn là các con làm đúng cũng như bạn đã làm đúng. Lúc này, bạn Nam có phép toán đố lại bạn Mai 10 cộng 2 bằng mấy? Bạn Mai đang tính. Các con đón xem cây bạn Mai có trả lời được không? Và kết quả là mấy nào? À, bạn Mai đã trả lời bằng 12 à, 12 là kết quả đúng Các con có đồng ý với bạn Mai không? Qua các hoạt động khởi động thì thấy bạn Mai và bạn Nam làm rất đúng Các con chắc cũng có kết quả đúng như bạn Thì mời các con vào bài học hôm nay Bài hôm nay là bài luyện tập phép cộng không nhớ Trong phạm vi 20 sách giáo khoa trang 17 yêu cầu cần đạt thực hiện được cộng hai số có tổng là 10 và 10 cộng với một số trong phạm vi 20. Chuẩn bị cho việc học về phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Giúp phát triển các năng lực toán học. Các con đã sẵn sàng thì mời các con bước vào bài tập số 1. Thầy mời các con quan sát bài tập số 1. Bài tập số 1 tìm kết quả của mỗi phép tính. Ở đây có hai bạn, bạn Mai và bạn Nam. Bạn Mai đang cầm phép toán 6 cộng 4 đố bạn Nam. Bạn Nam trả lời bằng 10. Tương tự như vậy, còn thầy có các bài toán 9 cộng 1, 8 cộng 2, 7 cộng 3, 4 cộng 6, 5 cộng 5, 1 cộng 9. Các con tìm kết quả bằng cách có thể là lấy qua tính ra tính rồi ghi kết quả vào bảng con. Thầy mời các con tìm. Thầy mời các con sau kết quả với thầy. Bài tập thứ nhất 9 cộng 1. 9 cộng 1 bằng mấy các con à, 9 cộng 1 bằng 10 8 cộng 2 8 cộng 2 bằng 10 7 cộng 3 7 cộng 3 bằng 10 4 cộng 6 4 cộng 6 bằng 10 5 5 5 cộng 5 5 cộng 5 bằng 10 1 cộng 9 1 cộng 9 bằng 10 Các con có kết quả giống như của thầy Là các con làm đúng Thầy có lời khen Ở đây các con có nhận xét gì bài tập 1 này không? À thầy có bài toán 9 cộng 1 bằng 10 Ở đây 1 cộng 9 cũng bằng 10 và thứ hai là 6 cộng 4 bằng mai đố bằng na bằng 10. Ở đây có 4 cộng 6 cũng bằng 10. Các con còn nhận xét gì về bài tập 1 này không nào? À, bài tập 1 này còn có kết quả có tổng là 10. Thầy mời các con đọc lại cái bài toán. 9 cộng 1 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10 7 cộng 3 bằng 10 4 cộng 6 bằng 10 5 cộng 5 bằng 10 1 cộng 9 bằng 10 Tiếp theo thì mời các con sang bài tập câu B Câu B số Thầy có 3 bài toán 9 cộng cho ô vuông có dấu hỏi chấm bằng 10. 8 cộng cho ô vuông có dấu hỏi chấm bằng 10. 7 cộng cho ô vuông có dấu hỏi chấm bằng 10. Các con hãy tìm số thích hợp để điền vào ô vuông này để đúng theo yêu cầu của bài tập. Thầy mời các con tìm Thầy mời các con cùng so kết quả với thầy nhé. 9 cộng mấy bằng 10 đây các con? À 9 cộng 1. 8 cộng mấy mới được bằng 10 đây các con? 8 cộng 2. 7 cộng mấy mới được bằng 10 đây các con? 7 cộng 3 các con có kết quả giống như trên của thầy là các con làm đúng thầy có lời khen đây cũng là dạng bài toán có tổng bằng 10 thầy mời các con đọc lại cái bài toán 9 cộng 1 bằng 10 8 cộng 2 bằng 10 7 cộng 3 bằng 10 bài 1 đã xong thì mời các con sang bài tập số 2 Bài tập số 2 tính 10 cộng 1 10 cộng 4 10 cộng 9 10 cộng 5 10 cộng 7 10 cộng 3 Thầy mời các con lấy bản con Quét tính ra chúng ta tính Rồi ghi kết quả đó trên bảng rồi so kết quả đó với của thầy. Bài tập thứ nhất, 10 cộng 1. 10 cộng 1 bằng mấy vậy các con? À, 10 cộng 1 bằng 11.

10 cộng 3 bằng 13. Các con có kết quả giống như trên bảng của thầy là các con làm đúng. Thầy có lời khen. Các con có nhận xét gì bài tập số 2 này không? Đây là bài toán có dạng 10 cộng với một số. Thầy mời các con đọc lại. 10 cộng 1 bằng 11. 11. 10 cộng 4 bằng 14. 10 cộng 9 bằng 19. 10 cộng 5 bằng 15. 10 cộng 7 bằng 17. 10 cộng 3 bằng 13. Tiếp theo thầy mời các con sang bài tập số 3 tính nhẩm thì có bài toán 9 cộng 1 9 cộng 1 cộng 4 Đối với bài toán 9 cộng 1 thì chúng ta tìm kết quả rất là dễ đúng không các con chúng ta dựa vào bài tập 1 ở trên Đối với bài toán 9 cộng 1 cộng 4 Đây là bài toán có hai phép tính cộng Chúng ta thực hiện từ trái sang phải chúng ta có thể tính nhẩm và ghi cái kết quả đó vào bảng rồi okay, so kết quả với thầy nhé à 9 cộng 1 bằng 10 đối với bài toán 9 cộng 1 cộng 4 như thầy nói đây là bài toán có hai phép tính cộng chúng ta thực hiện từ trái sang phải 9 cộng 1 là bằng 10 rồi 10 cộng 4 bằng 14 Tương tự như vậy, thầy có hai bài toán tiếp theo. 8 cộng 2, 8 cộng 2 cộng 3. Các con hãy tính nhẩm. 8 cộng 2, các con dễ dàng tìm kết quả đúng không nào? 8 cộng 2 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 3 bằng 13. Thầy mời các con làm tiếp hai bài tập tiếp theo là 7 cộng 3 7 cộng 3 cộng 5 7 cộng 3 bằng 10 7 cộng 3 bằng 10 10 cộng 5 bằng 15 Thầy mời các con sang bài tập số 4 Các con quan sát tranh trong bộ tập số 4. À, trong tranh có các con vật, có hoa, có cây và có hai hàng cột. Ở mỗi hàng cột có gắn các thẻ ghi số và có thẻ ghi dấu hỏi chấm và có các ô vuông ghi dấu hỏi chấm. Nhiệm dụ các con là tìm số thích hợp để điền vào trong cái ô vuông đó sao cho đúng yêu cầu. ở đây chúng ta thấy thẻ đầu tiên là ghi số 10 ở trên, ở dưới số 2. Ô vuông này ta ghi số 12, có nghĩa là 10 cộng 2 bằng 12. Ở đây cũng vậy, thẻ ở trên số 10, thẻ ở dưới số 1, kết quả 11, có nghĩa là 10 cộng 1 bằng 11. Như vậy thầy mời các con tìm số bên đây Thẻ ở trên ghi mấy ra các con 10 Ở dưới 7 Thì chúng ta dễ dàng tìm được kết quả Bằng cách ta lấy thẻ trên cộng với số thẻ ở dưới là 10 cộng 7 bằng 17 Tương tự Ta lấy 10 cộng 6 bằng 16 Tiếp tục Ta lấy 10 cộng 9 bằng 19. Tiếp tục ta lấy 10 cộng 8 bằng 18. Và cái thẻ ở dưới có dấu hỏi chấm. Chúng ta thấy các thẻ ở trên đều ghi số 10. Như vậy thẻ ở trên thì chúng ta phải ghi số số 10. Mà kết quả 13 thì ta hiểu là 10 cộng mấy để được 13? À 10 cộng 3 được 13. 10 cộng 3 bằng 13. Tương tự như vậy, ở trên ghi số 10. Kết quả 14. Vậy 10 cộng 4 bằng 14. Thế ở trên phải là ghi số 10 kết quả 15 thì 10 cộng mấy đây được 15 10 cộng 5 bằng 15 các con có kết quả giống như của thầy là các con làm đúng thầy có lời khen các con có nhận xét gì về bài tập này không đây là bài toán dạng người cộng với một số 10 cộng 2 10 cộng 7 10 cộng 6 10 cộng 9, 10 cộng 8, 10 cộng 1, 10 cộng 3, 10 cộng 4, 10 cộng 5. Qua bài học hôm nay, các con đã thực hiện được cộng hai số có tổng là 10 và cộng 10 với một số trong phạm vi 20. Các con hoàn thành các bài tập sách giáo khoa trang 17. Ghi nhớ lịch phát sóng và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập trong bài học tiếp theo nhé các con. chúc các con vui vẻ mạnh khỏe và chuẩn bị tốt cho tiết học sau nhé xin chào và hẹn gặp lại các con